Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Mọi người có cảm nhận được rằng là thời gian trôi qua thật nhanh không? Mới ngày nào Sang như mọi người á, mình kết thúc năm 2022 mà hôm nay á, là ngày 20 tháng 12 âm lịch rồi. Còn 10 ngày nữa tới Tết và chuẩn bị sắp kết thúc năm 2023 rồi ha. Không biết là trong một năm qua mọi người đã hoàn thành hết những ước mơ, những cái hoài bão của mình hay chưa? Còn với riêng bản thân Sang á, Sang vẫn còn rất là nhiều điều dang dở mọi người mà chưa thực hiện được. Nhưng mà dù sao thì cũng còn có mấy ngày nữa tới Tết rồi, nên tạm gác lại những cái hoài bão, những ước mơ mà Sang quay về nhà. Tại vì lâu lắm rồi mọi người mới thấy Sang là đứng đây và xin chào quay video ở nhà đúng không? Tại vì một năm qua Sang cứ đi vào trong rừng để thực hiện những thử thách sinh tồn ở trong rừng cùng với mấy anh, mấy đứa này kia. Và cũng không có quay video cùng với mẹ luôn. Nhưng mà hôm nay thì là những ngày cuối cùng của năm. Sang định là cuối năm nay sẽ thực hiện một cái video thăm nhà mẹ và ghé thăm nhà mấy thành viên ở trong team như là Dãnh, Văn, Thái này kia, để mà cho mọi người biết về cái cuộc sống của mấy đứa sau một năm đã thay đổi những gì. Tại vì cứ một năm thì Sang sẽ ghé nhà mấy đứa một lần. Với lại điều thứ hai rất là quan trọng là cứ cuối năm Sang sẽ làm một cái video phát lương cuối năm cho những thành viên trong team. Và nên hôm nay Sang sẽ dậy sớm một chút xíu nữa, sẽ kêu bối với vợ Sang dậy chạy xuống nhà mẹ để mà chơi ở đó một xíu, rồi Sang sẽ chạy qua nhà mấy đứa để mà phát lương cuối năm cho mấy đứa, cũng như là làm một cái bữa tiệc tất niên ăn cùng với mấy đứa. Không nhớ nổi là cái video cuối cùng mà Sang quay ở nhà là từ khi nào luôn mọi người, chắc cũng gần cả năm rồi ha. Nhưng mà cái khung cảnh thì mọi người vẫn quen thuộc đúng không, cũng không thay đổi gì hết cả. Hy vọng là một vài năm tới Sang sẽ thay đổi một chút để có cái này cái kia lạ lạ quay cho mọi người xem. Trong năm qua thì Sang cũng làm được nhiều thứ mọi người, cũng sửa sang lại được mấy cái nền này kia cho ở nhà. Bây giờ thì nhà này ở thoải mái rồi. Giờ có lẽ là Sang sẽ đi vào nhà để kêu vợ với bố dậy, xong rồi một xíu nữa Sang mọi người mình sẽ chạy xe đi qua bên xuống nhà mẹ nha, cũng như là đi xuống nhà mấy đứa. Sang đang bay cái flycam ở kia mọi người để mà quay cái cảnh mặt trời lên đó. Bây giờ vào nhà để kêu bố dậy nha. Con vừa mới ngủ dậy nha mọi người. Bây giờ thì dắt bối vào phía trong đánh răng nha. Rồi một xíu nữa ba với con với mẹ xuống dưới nhà nội chơi nha, thăm nội nha. Sao ngáp vậy? Con sẽ ke hả? Rồi đi vô cho mẹ đánh răng đi. Đi. Coi chừng con chó Kiki nó liếm nha. Nhà Sang thì có nuôi được hai con Kiki mọi người. Wow, quá bự luôn. Con này thì bự hơn cả bối luôn mọi người. Con này tên là con Dúi nè. Còn này con la thì hiện nay đó tính ra thì nó đã ở chung với Sang được 4-5 năm rồi đó. Con này già lắm rồi. Nãy giờ thì bối cũng vừa mới thay đồ xong nha mọi người, nên giờ thì Sang với vợ Sang cùng với bối á, mình sẽ chạy xuống nhà mẹ Sang để thăm mẹ nha. Từ nhà Sang xuống nhà mẹ thì cũng khoảng cách cũng xa đó, nên tranh thủ đi sớm một xíu nữa thì còn qua nhà mấy đứa nữa. Rồi bye bye ông bà đi con. Em bà. Rồi đây. Ngồi xuống đi bố, ngồi xuống đi. Dạy cho nó dễ. Thôi, giờ mình đi nha.
của mẹ rồi nha. Đợt nào về đây thì cái cảm giác nó vẫn thoải mái như xưa. Này cái mít ra trái quá trời luôn ha mẹ. Quá trời trái luôn mọi người. Đây này. Mấy năm trước thì cái chỗ này mẹ sang trồng chôm chôm mọi người. Nhưng mà sau này thì cưa hết chôm chôm rồi giờ trồng lại mít. Này thì mấy trái mít nó cũng bự nè. Hả? À, tôi... Nó đậu nó ở đây luôn hả? Đừng đụng nó bỏ sao? Không, em bắt nó ra luôn mấy lần luôn rồi. No. Nó không à. Kệ nó đi, để đi. Rất lành chim đậu. Chờ, chờ. Bỏ coi xem. Con chim non đó. Chim non cũng hết, đừng con. Chép rồi tắm. Bỏ thấy không? Mấy lần nữa nó không có bay đâu. Thôi đừng đụng vô tay vô tổ nó có, bỏ. Bảo có đời đi không? Bảo ngủ. Bảo ngủ hả? À. Tính ra thì lâu lắm rồi Sang mới có dịp quay video ở cái nhà của mẹ. Sang thì cũng hay về đây nhưng mà không có quay video á. Nhưng mà về đây thì nhìn cái căn nhà cũ này lúc trước ở đây á, cái cảm giác vẫn còn y nguyên kỷ niệm luôn. Ê, đi là sao bắt gà ha? Con gà không mẹ? Còn. Cứ mỗi lần về nhà là cứ xin mẹ một con gà để mần ăn mọi người. Tại vì quá trời luôn, nó ăn mít hả? Ủa cái cây này lúc trước đợt dịch mình móc hột mình giục đúng không? Mình ăn trái xong mình giục hột, bây giờ nó ra trái quá trời mọi người. Dưa. À dưa tây này. Trái trái. Quá trời. Chưa chín. Chín chưa? Con sống. Ôi nó bò hết cả cái cây điều vô này luôn. Ở đây có một trái dưa tây nó chín đó mọi người, nó ở phía trên cây điều đi nha. Giờ Sang leo lên để hái cái trái này cho mọi người xem thử. Leo từ cái cây lên á. Dễ mà. Ủa sao không cắt cái này đi mẹ, nó ngã vô nhà sao, nó chết rồi nè. Chết hả? Chết rồi. Coi chừng chảy máu nghe, nghe nói không? Coi chừng ba tê chảy máu á. Chạy lên từ từ nghe không, nó giận á. Chết rồi ơi. Nó sợ. Sợ á. Sợ á. Oh, lên từ từ. Nó chết rồi, nó ngã vô nhà á. Không mấy hồi anh chặt luôn đi. Anh chặt là nó ngã vô nhà luôn. Thôi chặt ngã nhà từ từ nó rớt nhánh từ đó, nó chín đó. Anh đừng giục xuống nha. Sao rớt á, mẹ hứng giùm đi mẹ. Ngồi đó đi. Rồi nó đưa cho mẹ đi. Chín mới về cạp miếng nè. Chín à. Trời. Nó giống trái đu đủ ha. Y đúc trái đu đủ luôn nè. Đây mọi người, Sang vừa mới hái được một trái dưa tây nha. Là trái đu đủ dây đó. Đây. Trái này quá đã luôn. Trái này trái cực kỳ quá. Này, thơm không bói? Thơm không? Thơm hả? À? Đem lên dầm nước đá nha. À, khi nãy Sang định là bắt con gà để luộc cùng mẹ, nhưng mà mẹ nghe là Sang về tối qua, Sang nói Sang về nhà để quay video á, mẹ đã bắt sẵn luôn mọi người. Mẹ đã bắt mẹ luộc luôn rồi. Rồi gà luộc đâu? Đó, vô nhà nha. Nhà này thì từ lúc mẹ xây Sang vô có một hai lần rồi, tới giờ cũng chưa vô luôn á. À. Nay có giường có đồ luôn hả? Đầy đủ lắm luôn rồi. Sang ghé về đây chơi ấy, thì đa phần là ghé bên nhà bên kia ngồi nói chuyện với mẹ một xíu chứ ít khi vô nhà. Nay vào nhà thì mẹ cũng sắm sửa nhà quá trời luôn. Có vợ Sang đi hay về đây thôi. Đây là cái trái đu đủ dây mà mẹ Sang vừa mới sắc ra nè mọi người. Đấy, ở phía trong nó như vậy nha. Nó có cái hạt y hệt như chanh dây á. Cái mùi thì cũng giống chanh dây. Giờ muốn ăn nó thì phải cho cái phần thịt này nè vào phía trong cái phần hạt dầm lên cho nước đá vào thì ăn mới ngon. Còn bỏ phần hạt đi là cái phần phía ngoài đây lặn nhách, không có gì để ăn. Thôi chào đi. Chào bà cô. Chào ông bà. À, đợt nào về nhà thì mẹ cũng đã cho món gà ngon ăn hết cho mọi người. Gà này là gà thả vườn nha. Thôi, nay thì Sang ghé đây một tí nên thôi kêu mẹ là luộc con gà thôi, cũng không có làm món gì kỳ hết cả. Bây giờ mời mọi người cùng với Sang với mẹ ăn con gà.
cũng như là ăn cái này đu đủ tay. Bói mày đi, cái hồi ăn bà đi đúc một bói ăn này. Thôi mẹ sẽ gà đi, sẽ gà đi ăn gà thôi. Cái bột nó sẽ ngọt. Đời nào được ăn đùi nha. Đời nào về nhà thì cũng được món gà ngon ăn mọi người. Wow. Thôi ăn trứng hả? Trời ta bói nè. Trời nó khoái, nó khoái ăn trứng. Trời ơi, ta bói ăn trứng cho ta ăn chứ. Xương không à? Ừ, vậy mà phải cạp á. Thôi xe không biết. Nè, cho bói này nè. Bói ăn đùi nha. Cho bói ăn đùi đi, bà nội cho bói ăn đùi nha. Ai ăn cái gì nó xé nè mọi người. Wow, ăn gà. Bói không ăn đùi hả? Thích ăn trứng. Thích ăn trứng nha, bà nội chừa cho con cái trứng nữa nha. Mời ông bà con chú ăn đi. Mời đi con. Đưa lên, đưa lên. Mời ông bà. Bữa nay hơn 2 tuổi mọi người nên cũng rành rành rồi, biết mời rồi, chắc vài năm nữa là đi theo Sang quay video được á. Thôi mời mọi người ăn cùng với Sang một ít gà nha. Mình tới tới ông bảo mà cũng như bói à, bà mẹ hả? Vậy mẹ, để mà chơi cùng với mẹ một xíu. Giờ thì có lẽ là chuẩn bị đi về mọi người, tại vì dự định của Sang ngày hôm nay á là sẽ làm một cái video mà thăm nhà mấy đứa cuối năm, với lại là phát lương cuối năm. Thì mẹ ơi, năm qua thì con cũng đi làm, cũng để dành được một ít. Thì cuối năm rồi con lì xì cho mẹ một ít để sắm sửa đồ Tết nha. Rồi gần tới 28-29 Tết á, thì Sang với vợ, Sang với bà bối, với bà Bảo nữa sẽ về dưới nhà thôi. Dưới đây để mà ở dưới đây một bữa đó nha mọi người. Rồi, ta cho nội, ra ta cho nội. Rồi đưa cho nội đi. Nội cảm ơn nha. Mẹ cảm ơn con, dạy cho con không, nha. Không có gì đâu, cái này là lì xì Tết nha mọi người. Ai cũng có phần, mấy đứa thì cũng vậy. Thôi, giờ thì chắc là con đi về nha mẹ. Để mà ghé qua nhà của mấy đứa nhỏ nữa. Rồi đi. Rồi, rồi, đi đi, về đi. Con về nha mẹ. Rồi, đi đi con. Ghé thăm mẹ một xíu. Giờ có lẽ là Sang sẽ về để mà chạy xe qua nhà mấy đứa nha. Để thăm nhà mấy đứa cũng như là phát lương cho mấy đứa luôn. Thì Sang chạy qua bên nhà của Minh, ghé thăm nhà của Minh đầu tiên nha. Rồi đem thùng nước vô trong nhà nha. Dạ. Để uống nước nha. Nhà của Minh thì Sang ghé rất là nhiều lần rồi. Cách đây lúc mà Quỳnh còn nhỏ nhỏ đó thì Sang cũng ghé nhiều lần. Nhà này thì cho hát khỏe quá. Dạ. Chắc là mọi người cũng quá quen thuộc với nhà của Minh rồi ha. Minh nè, Tâm nè, Quỳnh nè, là ba anh em nha mọi người. Quỳnh là lớn nhất. Lúc trước thì Quỳnh có đi cùng với Sang đấy, sau này thì Quỳnh nó bận đi làm nên cũng lâu rồi cũng không đi chung. Nay thì con ghé vô chơi một chút thăm nhà, tại vì lâu rồi cũng không ghé. Quá rồi mới gặp lại Quỳnh luôn á mọi người. Nay mới đi làm về hả Quỳnh? Dạ, mới về. Đây mọi người, sao nay thì nhiều người hỏi Sang á là Quỳnh đâu rồi, sao lâu quá không thấy xuất hiện trong video của Sang. Chắc cũng 8-9 tháng hả Quỳnh? Dạ. Tại vì Quỳnh nó đi làm thành phố mọi người. Mấy đứa thì mỗi đứa sẽ có những cái ước mơ, những cái đam mê riêng của nó. Thì giống như Sang lúc còn trẻ thôi, Sang cũng muốn là bước ra ngoài xã hội để mà ra ngoài đó để làm việc ngoài đó để cho biết này biết kia mọi người. Thì Quỳnh nó cũng vậy. Sang luôn tôn trọng quyết định của mấy đứa để mà cho mấy đứa nó phát triển nha. Chứ mà cứ ở ngoài dưới quê thì đâu biết này biết kia đúng không Quỳnh? Dạ. Nay thì mọi người xem này, Minh Minh Tâm Tâm đứng vô đây coi. Ba anh em đứng vô, đứng sát vô coi. Mọi người nhìn nha. Mọi người đố mọi người là Minh này là bao nhiêu tuổi này, Tâm bao nhiêu tuổi, Quỳnh bao nhiêu tuổi. Minh này là 15 đúng không? Con này 13, con này là 17 hả? Quỳnh là 17 mọi người. Nhìn Minh này nhỏ hơn cái Tâm mà đã 15 tuổi rồi mọi người. Do là ăn hoài mà không có lớn. Đây ba anh em ruột nha. Ba anh em ruột trong nhà luôn. Quỳnh này có vẻ là đẹp trai hơn nhiều rồi. Thôi nay thì nói chung là con ghé nhà của ông. Ngồi đi. Ông cháu mình ngồi. Này con ghé nhà của ông, tại vì hai đứa nhỏ đó, Minh với Tâm á, nó đi quay cùng với con tháng rồi á.
Con muốn là gửi tiền lương cho nó. Đấy, con ghé nhà con thăm nhà một chút, với lại gửi tiền lương cuối năm thưởng Tết cho mấy đứa. Vậy nhìn ông khỏe vậy là con cũng mừng rồi. Nhìn Quỳnh này kia cũng lớn rồi, Minh này kia vậy đấy rồi. Giờ là hai đứa đi cùng với anh qua nhà Thái thăm mấy đứa kia nữa nha. Dạ. Xong rồi ra ngoài ruộng đi, anh gửi tiền lương sao nha. Dạ. Rồi đem về cho ba nha. Rồi đi. Sang chỉ ghé một chút xíu thôi. Lát ra ngoài ruộng chơi chúng con với anh nha Quỳnh. Dạ. Ghé sẽ qua nhà Minh đó mọi người. Giờ thì Sang lại tiếp tục qua bên nhà của Thái nha. Nhà của mấy đứa thì nó cũng gần nhau thôi. Nhà của Minh đây, nhà của Thái đây. Còn nhà của Dảnh với Văn thì ở dưới kia nha mọi người. Giờ vào phía trong nhà Thái. Có ai nhà không? Thái đâu? Ơi, ghé vào nhà Thái chơi lâu quá rồi không có vào thăm nhà Thái mọi người. Này thì ghé vào trong đây để mà chơi. Ba đi làm hả? Dạ. Nhà Thái thì mấy năm trước Sang cũng ghé một lần, chắc hai năm mấy rồi. Lâu rồi cũng không ghé lại. Thì nhà Thái như vậy. Đây em Út này. Còn hai thằng nữa đâu? Dạ em một đứa đi làm với chị gần. Mấy tuổi rồi? Đạt mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi. Thôi đây cầm cái thùng nước vô nhà đi. Giờ là nay thì anh cũng nói hôm qua rồi đó, là hôm nay làm video phát lương cuối năm ha. Giờ thì anh với hai đứa này chạy qua nhà Dảnh một chút, rồi Thái xíu nữa sẽ ra ruộng nha. Mình sẽ làm một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ngoài ruộng đây. Thì nhiều người nhà hỏi nhà mấy đứa thì quay sơ thôi, sẽ không vào nhà, như vậy là mỗi người nhà quay một ít. Thôi đi hai đứa nhỏ đi, xíu nữa ra ruộng nha. Rồi giờ thì qua nhà Văn nha, Sang chạy xe qua nhà về nhà Văn. Nhà của Thái thì ở trên kia mọi người, còn phía dưới đây đi một đoạn là tới nhà của Văn nha. Ôi, nhà của Văn phía trước nắng quá. Mẹ đâu rồi? Dạ mẹ mới về lên. Đây, cho Văn thùng nước này. Đi vô nhà đi, chỗ này nắng quá. Phía trước đây của Văn là nhà Văn là buổi chiều là nắng quá nắng luôn mọi người. Ở phía trước đây nó không có cái cây, nó hắt vào. Ở trong nhà chắc mát hơn. Vào phía trong nhà nha. Nhà của Văn thì Sang cũng ghé vài ba lần rồi, cầm cho mình ăn. Ghé vài ba lần rồi nên cũng chắc mọi người nhìn thì cũng quá quen thuộc đúng không? Đây phía trước này, mình lại phía sau đây. Mà chỗ này được cái nó mát này, ở phía trước nắng nhưng mà nó hát ai mát. Phía sau ở đây thì nhà của Văn là rừng luôn rồi mọi người. Nguyên một rừng tràm ở phía đây rồi. Nay thì anh qua nhà Văn. Thì cũng biết rồi là ngày video cuối cùng của năm nay ha. Là video anh phát lương, xong rồi anh sẽ lên trên bảng của anh Huân trên đó đó. Là mấy đứa sẽ nghỉ Tết. Giờ thì Văn lên trên nhà Thái đi, rồi mấy anh em mình ra ngoài ruộng để mà làm một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ với phát lương đó. Còn anh bây giờ lên nhà Dảnh, ghé nhà Văn quay cho mọi người biết về nhà Văn đó ha. Thôi đi qua nhà Dảnh. Nhà Dảnh thì cũng gần sắp bên thôi. Sao anh đọc mày hả? Em có đọc mày. Có đọc mày hả? Đi chặt hồi sáng hả Văn? Dạ. Văn nó bảo là 3 bó. Nó đưa anh một bó thôi. Để bó bự đi. Thao một chút. Wow, quá đã luôn mọi người. Một bó này là bao nhiêu tiền một đọt? 2800 một đọt. Là 28.000 10 đọt. Chặt gì là một ngày được chặt khoảng được 5-60 đọt không? Một ngày chạy nó mà chặt được 50 đọt không? Chắc cờ đó hả? 50 đọt. Thôi anh đi à. Rồi cảm ơn nha. Lát ra ngoài ruộng đi. Xe sang để ngoài đây nè. Đi Tâm ơi. Giới thiệu mọi người, đây là nhà của Dảnh nha. Nhà của Dảnh thì sang ghé nhiều lần quá rồi, nên mọi người không nhìn thì cũng biết ha. Thôi đi lại sau đi. Giờ sẽ đi vào phía sau. Dảnh ơi, làm gì đó? Ôi ôi, bị gì vậy? Đi bắt ong hả? Mùa này có mực chưa? Chưa bắt chi rồi. Mọi người xem mực của Dảnh này. Bắt hồi nào mà bị chích ghê hả? Bị mấy mũi? 4 phát cái này. Ông rồi. Ông khoái. Dạ. Chết không? 4 phát vô mặt luôn, còn cái gì cái mặt nữa. Rồi bị 4 phát hả? Bị bao nhiêu phát? 8 phát. 8 phát luôn hả? Rồi thì ta tặng thùng nước ngọt để uống lấy lại sức nè, mai đi mai muốn dùng mùa ông đi bắt ông. Rồi. Nay thì anh ghé nhà Dảnh.
thăm nhà chơi cho một chút, quay cho mọi người biết về nhà rảnh này. Và là thứ hai là nay là cuối năm, video này là video mà anh sẽ phát lương cho mấy đứa với thưởng Tết cuối năm á. Giờ thì đi với anh ra ngoài ruộng ha. Mình sẽ ngồi lại để mà trò chuyện cùng với nhau cũng như là anh phát lương ngoài đó luôn ha. Rồi ơi cái mặt kìa. Ở đi đi. Nay mấy con thỏ nuôi nữa ha dạ anh. Đợt trước vào nuôi quá cho thỏ luôn, đợt này hết rồi. Đi 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 đi. Giờ ra ruộng. Thái với lại Văn ngoài đó chắc cũng đợi rồi. Giờ ba anh em sẽ ra ngoài ruộng để gặp mấy đứa nha. Đây, nhà cô Dảnh thì chắc là mọi người quen rồi. Sang thì cũng hay quay video cùng với mấy đứa ở đây nè. Đây, giờ chạy ra ngoài ruộng đã. Sang ghé vào trong nhà mấy đứa, thăm mấy đứa xong mọi người. Rủ mấy đứa ra ngoài ruộng. Giờ thì cái gì á? Giờ thì nay thì anh cũng có mua một ít trái cây thôi, cũng không có chuẩn bị đồ đạc này kia đầy đủ ha. Tại vì ngày mai thì anh cũng còn phải lên trên bảng anh Huân nữa, nên không có kịp nấu nướng đồ ăn cuối năm, nên mua được cái đây ít trái cây để mà làm một cái bữa tiệc cuối năm. Đây có ít mận, dưa hấu, chuối rồi nước ngọt này kia vậy thôi. Văn đập đá bỏ vô ly đi. Tháo mấy cái trái ra đi thôi. Bữa tiệc của Sang năm nay thì mọi người thấy khác biệt so với những năm trước không? Cái mấy năm trước thì rất là đông luôn ha. Có Hùng, có Trương, có Hậu này kia, mười mấy đứa luôn. Nhưng mà năm nay thì Sang làm hơi sớm, nay mới là có ngày 20 thôi. Nên mấy đứa đi làm thành phố nó chưa về, Hậu thì cũng chưa được nghỉ học á. Nên cũng không thể mà rủ hết mấy đứa được. Nên tạm thời là có Sang này, Thái, Văn, Dảnh, Minh Tâm thôi. Quỳnh xíu nó sẽ ra sao mọi người, tại vì Quỳnh nó đang có việc bận ở nhà đấy. Nay thì có hai điều quan trọng trong video này ha. Đầu tiên là anh thăm nhà mấy đứa để cho mọi người biết là nhà của mấy đứa hiện tại bây giờ như thế nào này, cũng như cuộc sống của mấy đứa là đã thăm rồi. Với lại điều quan trọng thứ hai là hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cuối cùng của năm nay, nên là gọi là video phát lương cuối năm ha. Yeah. Cũng như là phát lương cuối năm thì sẽ có thưởng Tết, như giống như là những năm rồi thì cứ cuối năm là sẽ được một phần thưởng Tết vì cái sự cố gắng của mấy đứa ha. Thì đây là những người mà đã cố gắng xứng đáng để được Sang thưởng Tết, nên Sang cái nào được thú chưa vào cái phần quan trọng nha. Thì anh sẽ phát lương cho mấy đứa. Đợt trước thì Sang có quay một cái video phát lương nhưng mà Sang không có nói số tiền cụ thể, nhiều người cứ tò mò thắc mắc hỏi Sang rất là nhiều. Nên thôi thì đợt này Sang sẽ cho mọi người biết luôn để cho mọi người dễ hiểu. Giờ thì Minh này, Minh này chứ Tâm qua đây, hai đứa thì hai anh em qua đây. Thì mấy cái năm trước á, khi mà đi thì anh sẽ mấy tháng trước chứ, cách đây vài ba tháng, năm sáu tháng trước á, thì đi thì anh sẽ phát lương theo tháng cho mấy đứa đúng không? Dạ. Nhưng mà về sau này á, thì Sang sẽ không phát lương theo tháng cho mấy đứa nữa, mà Sang nói với mấy đứa là sẽ phát lương theo ngày, giống như là mấy anh ở phía trên bảng vậy mọi người. Đi ngày nào thì sẽ tính tiền ngày đó, phải cộng vào xong cuối tháng sẽ tính tiền một lần luôn. Lý do tại sao Sang phải làm như vậy á là Sang có một sai lầm rất là lớn. Cái năm mà Sang mới bắt đầu quen mấy đứa, cái đợt mà Thái, Văn này kia còn nhỏ, Dảnh còn nhỏ đó, thì Sang trả lương như mấy đứa là theo kiểu là tháng đó đứa đi ít hoặc đứa đi nhiều, đứa không đi hoặc đứa có đi thì Sang đều trả lương, mà số tiền lương nó giống nhau. Giống như là Văn nó đi 10 ngày thì cũng bao nhiêu đó tiền lương, Thái nó đi 20 ngày thì cũng bao nhiêu đó tiền lương. Nên suy ra là có nhiều đứa nó làm biếng mọi người, nó cảm giác được là đi ít hay đi nhiều thì cũng được cái phần tiền giống như vậy, nên nó cũng không muốn đi. Nên sau này thì Sang quyết định là như vậy, cho công bằng thì đi ngày nào sẽ tính tiền ngày đó, nó sẽ tạo thêm động lực cho mấy đứa nó cố gắng hơn và nó đi nhiều hơn trong video của Sang. Tháng rồi thì Minh đi cùng với anh được mấy cái video? 4 cái anh sao? 4 cái video đúng không? Một dạ. Cái video Hù Ma, một cái video ngoài lòng hồ, cái video này là đang quay, cái video này với lại một cái video câu cá ở trong rừng mà Sang chưa đăng, thì là được 4 cái video nha mọi người. Thì tháng rồi là Minh cũng có cố gắng là đi được 4 cái video này, Sang quay hết gần 10 ngày. Thì trong nhóm á, thì Sang chia ra thành hai phần. Phần là đã đi trước, rồi phần những người đi sau. Thì những người đi sau là có Minh với Tâm, là những người đi sau là mới đi cùng với Sang được, tính ra tới nay là chắc được khoảng một năm mấy thôi mọi người. Minh với Tâm thì mới đồng hành cùng Sang đây thôi. Còn như nhóm đi trước á, là có
dãnh Văn Thái này kia đã đi cùng với Sang tới nay là được hơn 4 năm rồi. Thì nhóm đi trước thì anh cũng có nói là 800 ngàn một ngày đúng không? 800 ngàn một ngày đúng không? Dạ. Thì 10 ngày của Minh là bao nhiêu? 8 triệu anh ạ. 8 triệu đúng không? Vẫn còn thông minh lắm, vẫn còn ấy được. Đây, đây là số tiền 8 triệu của Minh ha. Tâm thì tháng rồi cũng y như Minh đúng không? Dạ. Tại Minh nghi ngày nào là Tâm đi ngày đó. Đấy, thì đây là số tiền của Tâm với Minh. Mỗi người là 8 triệu. Em cảm ơn anh Sang. Rồi, lãnh lương. Rồi, đây là tiền của Minh. Mà từ từ, lãnh tiền này về nhà có đưa cho ba không? Có đưa cho ba đúng không? Dạ. Tại vì hai đứa này là bây giờ là gọi là trụ cột trong nhà. Mọi người thấy là ba của Minh với Tâm á, này là 87 tuổi rồi, cũng rất là lớn tuổi rồi. Mà Quỳnh thì đi làm thì lo cho tương lai của Quỳnh, còn hai đứa này là dạng như là trụ cột nhà, kiếm tiền để lo cho gia đình á. Nên phải đưa tiền cho ba để mà lo cho em này kia nha. Dạ. Nhiều người hỏi Sang á là sao Sang trả lương cho mấy đứa mà nhà mấy đứa không phát triển lên gì. Thì mọi người phải hiểu là nhà của Minh với Tâm này rất là nhiều em nhỏ, rồi ba mẹ lớn tuổi nữa, gần như là hai đứa này phải nuôi nguyên cả gia đình. Nên mọi người cũng thông cảm là nó như vậy thôi. Đây, đây, cầm. Rồi. Em cảm ơn anh Sang. Rồi, hai đứa qua bên kia. Rồi, tới Văn đi, tới Văn đi. Văn là già nhất ở trong nhóm. Lên, lên đây. Ngồi xuống đi, ngồi bên đây. Ngồi sát bên đây. Văn nay nhiêu tuổi rồi? Văn 18 rồi sao? 18 tuổi rồi hả? Dạ. Tháng rồi thì Văn nói chung là cũng rất là cố gắng đi cùng với Sang. Thì cũng như là hai đứa kia thì đi được 10 ngày đúng không? Văn thì gọi là có đi trước rồi, đi từ cái lúc mà Sang mới bắt đầu rồi, nên gọi là có cống hiến với cái nhóm nhiều hơn là Minh. Nên cái số tiền mà Sang trả cho Văn á sẽ cao hơn là Minh với Tâm. Tại vì Minh với Tâm đây là nhỏ này, đi theo thì chủ yếu là để phụ họa trong video nhiều hơn. Còn như ba đứa lớn á, thì đi vào trong cái video thì phải làm nhiều hơn, nên tất nhiên là phải số tiền nhiều hơn. Thì tháng rồi là Văn đi cùng với anh là được cũng 5 cái video đúng không? Dạ. 5 hơn, nhiều hơn mấy đứa kia. 5 cái video, nhưng mà có cái video là cả cái video này nữa. Mấy video kia thì 1 ngày 2 ngày thôi, có mấy đứa kia thì cũng ấy là cũng hết 10 ngày đúng không? 10 ngày thì Sang trả cho Văn là 1 triệu 3 một ngày ha. 10 ngày là bao nhiêu? Dạ 13. 13 triệu đúng không? Dạ. Thì đây là số tiền 13 triệu. Nhiều người bảo Sang á là phát lương xong cho mấy đứa, Sang đang tới đó. Nhiều người bảo là phát lương xong mấy đứa là lấy lại, không ai lấy lại đâu mọi người ạ. Mình lớn rồi chứ không phải là mình là con nít ha. Nên có sao thì Sang quay dạy cho mọi người dễ hiểu, chứ không là mấy đứa nó cũng không nể đâu. Thì đây, ra kia đếm đúng 13 triệu ha. Dạ. Sợ anh hả, đếm ngoái rồi. 13. Rồi, ra kia. Rồi Thái lên đây. Thái thì cho cùng thung nè Văn ơi. Để hồi rớt. Cục lắm. Thái thì tháng rồi cũng đi rất là nhiều mọi người. Tháng rồi thì Thái đi cùng với Sang là cũng 10 ngày á. 10 ngày, tại vì tháng rồi Sang quay ở đây là cũng 10 ngày. 10 ngày là cũng như Văn, 13. Thì đây là số của Thái. Đây. Sang quay cái này như thế này không phải là khoe tiền, mà tại vì tiền này cũng đâu phải của Sang đâu mà khoe. Tiền lương của mấy đứa Sang muốn cho mọi người hiểu rõ thôi. Đây, 13. Đây, cầm. Cảm ơn anh Sang. Rồi dẫn lên đây. Rồi ok, cho cùng thông này. Thế đó. Rồi. Dẫn thì tháng rồi nói chung là cũng có cống hiến, cũng đi cố gắng đi. Cũng cố gắng đi giống như Văn như Thái thì dẫn cũng đi được 10 ngày. Nói chung là cứ có Văn có Thái thì sẽ có dẫn, rồi nói chung là ba đứa lớn thì sẽ đi cùng với nhau. Lâu lâu thì quay gần gần thì có hai ba đứa nhỏ nữa. Tại vì sẽ không chở hết được mọi người, giống như đi quay video xa xa thì không chở hết được. Nên mọi người cũng thông cảm. Thì đây cũng là số tiền của Dảnh, 1 triệu 3 một ngày, 13 triệu. Rồi, tổng cộng là, lên đây ngồi này, tổng cộng là này 13, 13, 13 là bao nhiêu ta? 13, 13 là 39, 39, 8 với 8 là 16, là 49, là 55 triệu. Tiền lương cho mấy đứa nhóc nhỏ này của tháng cuối năm. Tháng cuối năm là đi nhiều nha. Tháng cuối năm là Sang ít lên trên bảng của mấy anh em thì nó mới như vậy. Còn nếu mà Sang lên trên bảng của mấy anh em thì tiền của mấy anh em trên đó nhiều hơn. Mấy đứa này nó ít hơn như vậy thôi. Nói chung là quan trọng là tháng đó Sang quay video ở đâu nhiều hơn thôi nha. Thì cũng đã phát cho mấy đứa xong mọi người. Bây giờ tới cái phần cuối cùng là cái phần thưởng Tết. Vì
Một năm qua mấy đứa đã cố gắng cống hiến cho video của anh ha. Dạ. Thì anh sẽ có một cái phần thưởng, nói chung nó cũng không quá to, nó nhỏ nhỏ thôi, để tặng cho mấy đứa, để tạo thêm động lực cho mấy đứa năm sau cố gắng hơn. Thì năm rồi Sang thưởng Tết cho mấy đứa thì cũng thưởng nhiều nhiều, nhưng mà năm nay thì không được nhiều giống như vậy, thì mình cũng thông cảm là bây giờ Sang làm video cũng gọi là nó hết thời rồi, là video thì cũng cũng không còn nhiều người xem giống như là vài ba năm trước nữa, nên cái số tiền sẽ kiếm được từ cái việc làm video nó cũng ít hơn. Với lại bây giờ năm nay á, là năm mà thị trường gọi là suy thoái kinh tế đó, thì cái nghề như của Sang á, thì cũng bị ảnh hưởng đi rất là nhiều, tại vì nhà quảng cáo này kia người ta không có hiển thị trên video nhiều nữa, nên số tiền sẽ kiếm được cũng ít đi rất là nhiều. Năm nay thì anh cũng cố gắng là dành ra một phần nào đó để thưởng cho mấy đứa. Thì đây là số tiền anh đã chuẩn bị này, Sang phải bỏ riêng riêng ra như thế này để không một hồi lộ mọi người. Đây là 5 phần thưởng Tết. Thì mỗi phần này là 6 triệu nha mấy đứa. Dạ. Giờ thì anh sẽ thưởng cho Minh nè. Em cơ không sao? Rồi, coi chừng bốc lộn nè. Tâm nè. Rồi, Dảnh nè. Em cơ sao? Rồi, Duy Thái nè. Em cơ sao? Rồi, con này là Văn nè. Rồi là thưởng Tết. Thưởng Tết cho mấy đứa để tạo động lực cho mấy đứa ha. Thì cái phần phát lương cũng như thưởng Tết thì cũng đã xong rồi. Giờ có lẽ là mấy anh em Sang sẽ ăn cái buổi tiệc nhận lương của mấy đứa. Là đứa đó giữ nha, chứ không là rớt. Rồi còn đem về nhà để ăn Tết nữa nha. Tiền lương khi mà Sang phát cho mấy đứa thì Sang quay như thế nào thì nó sẽ như thế đó nha mọi người. Chứ không phải là quay như thế này xong rồi phải nói lại cho mấy đứa như thế kia, là vậy là cũng không đúng nha. Nên nhiều người cứ bảo là phát xong lấy lại thì cái việc đó là không bao giờ có nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ làm, mình ăn một cái bữa tiệc cuối năm. Thì một năm qua mấy đứa cũng đã vất vả rồi. Thôi giờ Văn bổ cho dưa hấu nó đi. Nay thì có mấy trái táo, mấy trái này vừa đủ 6 trái táo, 6 trái chuối. Rồi cua nước đi. Xác sao đủ 6 miếng nữa nha. Rồi là 6 ly nữa. Wow, dưa hấu không hạt luôn hả? Rồi xác 6 miếng ra. Cái đâu cầm lên. Đây. Cảm ơn mấy đứa vì một năm qua đã đồng hành cùng với anh, cũng như là cố gắng cùng với anh ha. Năm qua trong nhóm của mình thì có người đến, có người đi, nhưng mà cũng may mắn là cuối năm như thế này vẫn còn mấy anh em mình ngồi lại đây ha. Rồi cũng cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Hy vọng là năm nay, năm sau nữa và nhiều năm sau nữa, mình cũng sẽ cứ mỗi cuối năm sẽ ngồi lại với đây để mà làm những cái bữa tiệc như thế này nữa ha. Nhiều năm nữa chứ không phải là năm nay không nha. Nên cố gắng là siêng năng, ngoan ngoãn đi cùng với anh nha. Thôi cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Rồi giờ 1, 2, 3 vô cái mình ăn dưa hấu, ăn sơ sài chút đi. Rồi cuối năm anh bù lại sao. Rồi 1, 2, 3 vô. Rồi vô. Được rồi, uống đi. Rồi mời mọi người nha. Sang sẽ chuẩn bị đi về nha. Qua cái video này thì Sang muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người đây rất là nhiều vì đã quan tâm ủng hộ xem video giúp đỡ cho mấy anh em Sang trong suốt thời gian qua, để Sang có kinh phí trả lương cho mấy đứa, cũng như là dành dụm đủ ít tiền cuối năm để thưởng Tết cho mấy đứa. Và ngày mai có lẽ là Sang sẽ lên trên bảng của anh Huân để mà làm một cái video cuối năm cùng với mấy anh em ở trên đó, nên Sang tranh thủ về thôi. Thì sẵn tiện trong video này á, Sang cũng muốn thông báo với mọi người ở đây một việc, là nhiều người hỏi Sang á, là Tứng với Sâu sao không xuất hiện video này đúng không? Nhiều người sẽ thắc mắc đúng không? Thì Sang muốn thông báo cho mọi người một điều như thế này: Tứng với Sâu hiện tại bây giờ đã tạm thời rời khỏi tem của Sang rồi nha. Lý do là hai đứa này nó quá ham chơi mọi người. Sang kêu đi quay mà cứ đi chơi thôi, trốn đi chơi. Mà không phải một lần như vậy, mà rất là nhiều lần luôn. Trong một năm qua rất là nhiều lần hai đứa nó trốn đi chơi. Ví dụ hôm nay là đi quay đúng không? Là buổi tối á, Sang sẽ gọi cho mấy đứa trước, thông báo cho mấy đứa là ngày sáng, ngày mai sẽ tập trung ở cái khu vực đó để mà đi quay. Nhưng mà mấy đứa nó lại ham chơi á, nó lại không ra và nó trốn đi chỗ này chỗ kia chơi. Và nhiều lần như vậy quá nên Sang cảm giác là nếu như mà mấy đứa nó ham chơi như vậy á, đi chung nguyên một nhóm á,
nó không sửa đổi được tính tình á, thì nó sẽ làm cho mấy đứa kia nản ý chí. Nên Sang nói với mấy đứa rời khỏi tem để mà khi nào siêng năng trở lại thì đồng hành cùng với mấy anh em sao. Nên đó là lý do tại sao không có Tấn với Sâu trong video này ha. Thì mọi người cũng hết sức thông cảm cho Sang. Sang cũng muốn là mấy đứa nó tốt hơn thôi mọi người ạ. Còn giờ thì Sang sẽ đi về. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây rất là nhiều. Sang chào biệt tất cả mọi người nha. Bye.